Xin chào tất cả các bạn. Ở trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ một chút thông tin liên quan về kỹ thuật cũng như là trả lời thắc mắc của các bạn liên quan đến những dòng xe Honda sử dụng hệ thống khóa thông minh Sparky. Đó chính là các bạn sử dụng hệ thống khóa thông minh Sparky thì lâu lâu các bạn có gặp một cái tình trạng trường hợp như thế này là các bạn không vặn được cái ổ khóa này. Đấy, bình thường thì các bạn sẽ cầm chìa khóa remote lại gần, chúng ta sẽ mở chìa khóa remote về màu xanh, sau ấn vào ổ khóa để kết nối, sau đó vặn mở để sử dụng xe một cách bình thường. Nhiều bạn có gặp cái trường hợp, cái tình trạng là các bạn đã cầm remote lại gần rồi, các bạn mở remote về màu xanh rồi, tức là cái remote này vẫn còn pin, nhưng các bạn ấn vào ổ khóa này, các bạn không có sự kết nối gì cả, không có tín hiệu gì, và các bạn cũng không thể vặn được cái ổ khóa này. Thì đây chính là cái tình trạng có thể nhá, rất có thể bình ắc quy bị hết điện hoặc là chuột cắn đứt dây điện. Thì ở trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ một chút thông tin liên quan đến cái vấn đề kỹ thuật này. Bạn nào quan tâm thì cùng mình bắt đầu video này nhé. Ok, và trong video ngày hôm nay thì mình xin phép được lấy chiếc SH160 phân khối 2024 bản ABS này làm mẫu nhé. Cho những bạn nào quan tâm thì cái bản ABS 160 phân khối này đang có giá bán ở thời điểm hiện tại là tháng cô hồn đấy, khoảng độ 100 triệu đồng chưa bao gồm tiền đăng ký. SH thì nó có nhiều phiên bản lắm các bạn ạ. À. Ví dụ như cái phiên bản phanh CBS 125 ấy thì nó chỉ khoảng hơn 70 triệu thôi. Đó, và tất nhiên nó cũng chưa bao gồm tiền đăng ký rồi. Thì mình cũng xin nói qua như vậy thôi. Bởi vì là các cái thông tin cũng như là chia sẻ về các cái thông tin liên quan các phiên bản SH thì mình cũng đã làm rồi. Quay trở lại cái chủ đề chính ấy, thì ví dụ như xe các bạn mới mua được một thời gian hoặc xe của các bạn đang sử dụng bình thường ấy mà các bạn vẫn đang nổ máy sử dụng một cách bình thường. Đây, mình mở khóa nhé. Tại sao mình lại lấy chiếc SH này? Bởi vì là trên màn hình đồng hồ của nó sẽ có thông số về bình ắc quy, mình sẽ dễ dàng chia sẻ hơn. Tất nhiên là mình cũng sẽ sử dụng đồng hồ điện để chia sẻ với một vài cái thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật, nhưng mà mình cứ giải thích qua với các bạn như vậy nhé. Để mình nổ máy cho các bạn nhé. Đây, chiếc SH thì cần phải bóp chặt tay phanh bên trái để nổ. Rồi, chờ mình một chút, một tay cầm điện thoại xem ra nào. Các bạn đã thấy xe nổ máy chưa? Rõ ràng là xe của các bạn đang sử dụng bình thường nhá. Rồi khi các bạn dừng xe lại, các bạn làm gì đó, các bạn quay lại hoặc là tự các bạn để xe đến ngày hôm trước, đến hôm sau các bạn lại không thể sử dụng được. Nó chỉ trong một quãng thời gian ngắn thôi và xe của các bạn lại không thể mở khóa được. Thì nó chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi. Mình chia sẻ là có thể nhá. Thứ nhất là có thể chuột nó cắn đứt dây điện cho nên các bạn không thể kết nối với chìa khóa được. Loại trừ trường hợp cái remote này hết pin nhé. Cái remote này nó hết pin thì cái đèn ở trên này nó sẽ không sáng các bạn ạ. Ở trên cái remote này nó sẽ có một cái đèn ở trên ở phía trên này, các bạn thấy không? Nó sẽ hiển thị nhảy. Thì nếu như cái đèn mà nó hết, cái remote mà nó hết pin, xin lỗi các bạn, thì cái đèn nó sẽ không sáng hoặc nó không thể chuyển được màu xanh. Thì đấy là mình loại trừ cái trường hợp remote hết pin. Thì cái trường hợp mà chuột cắn đứt dây điện thì các bạn không có cách nào rồi. Một là chỉ có gọi thợ vào tại nhà để người ta kiểm tra xem đứt ở đâu, người ta đấu nối cho các bạn. Hai là các bạn gọi cứu hộ rồi trở ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy để người ta kiểm tra cho thôi. Trường hợp thứ hai là bình ắc quy bị hết điện, tức là không có nguồn điện cung cấp cho hệ thống khóa. Ví dụ như chiếc SH này thì bình ắc quy nó nằm ở trong cốp. Mình ví dụ như vậy nhé. Đây, mình sẽ tháo cái bình ắc quy này ra để các bạn thấy rằng ví dụ như trong cái trường hợp bình ắc quy bị hết điện thì không có nguồn cung cấp điện cho xe. Thì vì vậy mà xe sẽ không thể hoạt động được. Mình ví dụ nhé, đây mình tháo luôn cái cực bình ắc quy ra. Bình ắc quy của chiếc SH này thì nằm ở trong cốp. Đây, nhấc hẳn cực ra. Thì các bạn cũng có thể thấy là xe mình vừa nổ máy nhé. Nhưng bây giờ này, mình không thể ấn vào ổ khóa để kết nối được, cũng như là không thể vặn được ổ khóa. Các bạn thấy không? Đây, chìa khóa thì mình vẫn để remote màu xanh nhé. Đó, thì quay trở lại cái việc bình ắc quy bị hết điện thì mình sẽ chia nó làm 3 trường hợp chính. Xin lỗi các bạn là mình nói nó sẽ hơi sâu một chút, hơi chi tiết một chút, nên là để cho những bạn nào hiểu rõ về cái nguyên lý hoạt động của nó đã, thì sau đó thì mình sẽ chia sẻ những cái thông tin sau. Quay trở lại cái chuyện là nếu như không có nguồn điện cấp cho cái xe này thì cái xe này nó sẽ không thể hoạt động được, không có điện để kết nối với remote. Thì cái trường hợp bình ắc quy bị hết điện ấy thì nó sẽ có 3 trường hợp chính như sau. Trường hợp thứ nhất là các bạn không may các bạn quên không vặn tắt ổ khóa này mà điện vẫn ở trên màn hình đồng hồ, các bạn chỉ để khoảng độ 30 phút đến 1 tiếng và bình ắc quy sẽ điện. Đặc biệt với những dòng xe mà có màn hình đồng hồ điện tử hoặc là đèn led thì các bạn mở khóa cái này đèn nó sẽ sáng luôn. Thì chỉ cần để khoảng 30 phút đến 1 tiếng thôi là bình ắc quy sẽ điện và các bạn sẽ không có điện để kết nối giữa xe và remote, các bạn mở khóa. Về cái việc mà quên vặn tắt ổ khóa thì mình cũng gặp rất là nhiều khách hàng và rất là nhiều bạn cũng có phản ánh với mình rằng là các bạn đã nhớ vặn tắt ổ khóa rồi nhưng mà bình ắc quy vẫn hết điện. Thì cứ từ từ mình giải thích nhé. Đây, đầu tiên các bạn chú ý này, bình ắc quy mà còn điện các bạn có thể vặn mở lên nhà được đúng không? Nhưng nếu như các bạn để cái quên tắt remote này, quên tắt ổ khóa này thì các bạn có thể để ý này, màn hình đồng hồ vẫn sáng này. Đấy, ví dụ nhé, các bạn đang đi xe này, nổ máy, về tới nhà nhé, thì các bạn sẽ gạt chân chống nghiêng xuống. Các bạn thấy là máy nó tắt chưa?
động cơ sẽ ngừng tắt máy ngay, bởi vì những cái dòng xe tay ga của Honda nó sẽ có công tắc ở chân chống cạnh, khi các bạn gạt xuống là xe sẽ tự động tắt máy để đảm bảo an toàn cho các bạn. Đấy, nhiều bạn vội vàng thì có quên như thế này, mình có xác minh là rất là nhiều bạn quên nhài rồi, thì các bạn chỉ cần để như thế này khoảng độ 30 phút đến 1 tiếng mình vừa chia sẻ rồi, thì đèn nó cứ sáng nhài, thì với những dòng xe như SH này chắc chỉ tầm khoảng độ 15-20 phút thôi. Đấy, thì bình ắc quy hết điện, cái ổ khóa này nó sẽ không thể hoạt động được. Đi nhá, mình sẽ ví dụ là mình tháo cái cực bình ắc quy ra này, các bạn nhìn nhá, mình nhấc cái cực bình ắc quy ra nhá, các bạn nghe tiếng tạch cái không? Đây, ổ khóa vẫn ở vị trí on, các bạn nhìn rõ nhá, ổ khóa vẫn ở vị trí on, nhưng mà điện đã hết, bình ắc quy đã tắt. Đó, xin lỗi các bạn, đèn đã tắt. Thì các bạn hãy chú ý ở cái điểm này này, khi mà các bạn đang mở vị trí on mà điện hết thì cái ổ khóa này nó sẽ vẫn cho phép các bạn vặn về off hoặc vặn về mở cốp. Đây nhá, mình sẽ làm mẫu cho các bạn. Nhưng khi mà các bạn vặn về mở cốp hoặc là khóa cổ này, hoặc là về off, mình xin lỗi các bạn nhé, về O này là tắt này, về seat này là mở cốp này, thì nó sẽ không cho phép các bạn vặn mở lại nữa đâu, không cho phép các bạn vặn mở lại nữa. Mình sẽ làm mẫu nhé, vặn về seat này. Đấy, vẫn vặn về được nhá, để mở cốp và đổ xăng này. Các bạn thấy chưa, vẫn ấn được nút mở cốp nhé, nhưng sẽ không thể kết nối để vặn lên được. Các bạn thấy chưa, không thể vặn lên được. Giờ mình sẽ vặn tiếp về off nhé. Các bạn bình tĩnh chờ mình một chút, mình sẽ giải thích từng tí một. Đây, về off này. Đấy, thì các bạn thấy là khi mà vặn về rồi thì các bạn sẽ không thể vặn lên được nữa. Thì nhiều bạn lúc mà khi mới ra kết nối, các bạn vội vàng quá, các bạn cuống, các bạn vặn về off này. Đấy, thì sau các bạn không thể vặn được thì các bạn tưởng rằng là cái hệ thống xe, cái khóa của xe nó bị lỗi hay là có trục trặc gì, thì không phải. Đây, rất có thể là các bạn đã quên vặn tắt ổ khóa cho đến khi bình ắc quy bị hết điện, cho nên nó ngắt hết cái nguồn điện lên đây. Và các bạn ra, các bạn kết nối rồi các bạn xoay thì các bạn vô tình các bạn vặn về off. Đấy, thì các bạn không kết nối được thì các bạn vặn lên. Cái trường hợp mà quên không tắt khóa điện như này thì mình gặp rất là nhiều rồi. Và cái giải pháp của nó thì rất là đơn giản. Các bạn chỉ việc tháo bình ắc quy, đem ra cái tiệm sửa chữa gần nhất, bảo người ta sạc cho là được. Hoặc là các bạn có thể gọi thợ ở gần nhà vào, người ta kích lổ cho một cái là các bạn có thể lổ máy rồi để các bạn sử dụng xe một cách bình thường. Về cái vị trí bình ắc quy của tất cả những dòng xe Honda thì mình cũng đã làm video rồi. Các bạn có thể vào kênh của mình để xem thêm. Các bạn hoàn toàn có thể tự xem vị trí của bình ắc quy, tự mở khóa bằng, tự mở cốp bằng chìa mở cốp khẩn cấp kèm theo xe để các bạn có thể tháo bình ắc quy, đem ra tiệm sửa chữa gần nhất để sạc. Trường hợp thứ hai là các bạn đã tắt ổ khóa về off rồi. Các bạn khẳng định là các bạn đã chắc chắn là tắt ổ khóa về off rồi, thậm chí là các bạn khóa cổ rồi, thì cái trường hợp mà quên tắt khóa điện là các bạn loại trừ luôn. Loại trừ luôn trường hợp đấy, nhưng vẫn gặp cái tình trạng là hôm sau không thể mở khóa lên được để các bạn sử dụng xe. Chúng ta cũng sẽ loại trừ luôn cái trường hợp bị đứt dây điện nhé. Thì cái trường hợp số 2 này nó sẽ liên quan đến bình ắc quy. Ví dụ như là bình ắc quy này có thể bị lỗi, bị hỏng, nó không thể tích được điện, nên là các bạn chỉ cần để xe qua đêm hoặc là để xe 1-2 ngày không đi tới thì là bình ắc quy này nó sẽ hết điện. Trường hợp này thì các bạn cần phải đến tiệm sửa chữa, thì người ta sẽ có những cái thiết bị đo để người ta chuẩn đoán xem cái bình này nó hỏng chưa. Còn với những xe mới, các bạn hãy chú ý nhé, bình ắc quy này sẽ được bảo hành 1 năm. Đấy là với những xe mới 1 năm hoặc là 10.000 km nhé, một trong hai cái đấy. Ví dụ như các bạn đi đến 12 tháng ấy, được bảo hành mấy tháng, các bạn đi đến tháng thứ 13 là không được bảo hành rồi. Hoặc là 10.000 km thì các bạn đi đến 11.000 km thì các bạn sẽ không được bảo hành. Đấy là với những dòng xe Honda, nói riêng về bình ắc quy nhé. Nhiều bạn cũng có hỏi mình rằng là anh ơi, xe em đi ít lắm, cả tuần em mới đi có 1-2 lần thôi, và mỗi một lần thì em chỉ đi có khoảng độ 30 phút đến 45 phút em đi dạo mát thôi, thì cái bình ắc quy nó có được sạc vào hay không? Thì câu trả lời là có. Mình chia sẻ với các bạn nhé, cái những cái dòng xe hiện nay ấy, thì luôn lúc nào nó cũng sẽ, khi các bạn nổ máy sẽ có dòng sạc để sạc vào bình ắc quy. Tại sao mình lại lấy chiếc SH? Thì như ở đầu video mình có chia sẻ, ở trên này nó sẽ hiển thị số vôn của bình ắc quy. Bình ắc quy theo tiêu chuẩn thì vôn, số điện tích của nó ấy, điện tích bình ắc quy nó sẽ trên 12 V. Ví dụ như khoảng độ 12,1, 12,2, 12,3 đến dưới 13 V, trên 12 V và dưới 13 V thì các bạn hoàn toàn có thể khởi động xe một cách bình thường. Đây, và khi mà các bạn nổ máy nhé, thì trên xe nó sẽ có dòng sạc, nó sẽ có máy phát nhé. Các bạn có thể hiểu đơn giản, nó sẽ có máy phát và nó sạc vào bình ắc quy, cũng như là nó có điện để nuôi các cái hệ thống điện trên xe. Thì các bạn để ý nhé, 12,5 V nhé, mình nổ máy các bạn sẽ thấy là cái điện áp của bình ắc quy này tăng lên. Đây, các bạn thấy chưa? Đó, khi mà động cơ nổ thì các bạn thấy là tăng lên 12V, 13, 14V, 14,4, 14,5 đúng không? Các bạn thấy chưa? Đây, và ngay cả khi mình ga lên này. Đấy, thì cái điện áp bình ắc quy của cái dòng sạc ấy thì nó cũng sẽ nằm trong tiêu chuẩn, thì các bạn yên tâm ở cái điều đó nhé. Thì ở đây thì câu chuyện ở đây mình muốn chia sẻ với các bạn là như thế nào? Là các bạn khi mà các bạn để xe lâu ấy, một tuần ấy, thì các bạn lên đem xe các bạn đi chạy ở
ngoài đường, hoặc các bạn cũng dựng xe ở chân trục chính như mình vừa làm này, nổ máy khoảng độ 30 phút để làm sao để cho cái dòng điện nó sạc vào bình ắc quy cũng như là xe nó được hoạt động, có các cái dầu nó bơm lên các cái chi tiết trong máy móc nó bôi trơn cũng như là nó chống rỉ sét. Hãy chú ý là các bạn yên tâm, các bạn để xe 2, 3 ngày, 4, 5 ngày, thậm chí là cả một tuần rồi các bạn lôi xe ra, các bạn nổ máy, các bạn đi dạo mát hoặc các bạn nổ máy khoảng độ 30 phút thì xe vẫn khởi động và vẫn nổ máy được một cách bình thường nhé. Còn trong những cái trường hợp mà các bạn chỉ để xe có 1, 2 hôm thôi mà các bạn đã mở ra mà các bạn không thể khởi động được rồi thì rất có thể cái bình ắc quy của bạn lỗi, hoặc là nó sẽ nằm trong trường hợp thứ 3. Trường hợp thứ ba này là trường hợp bị dò điện các bạn ạ, tức là cái bình ắc quy nó bị dò điện ra ngoài, cho nên là nó tiêu hao điện của bình ắc quy mặc dù các bạn đã tắt khóa rồi đó, nhưng mà bình ắc quy vẫn bị tiêu hao. Cái trường hợp này thì các bạn cũng cần phải kiểm tra, các bạn chắc chắn là các bạn phải đến tiệm sửa chữa để kiểm tra rồi. Nhưng mà ví dụ như những anh em thợ nào đang xem cái video này hoặc những anh em nào biết về điện ấy thì mình cũng xin chia sẻ để các bạn có thể tự kiểm tra. Nếu như các bạn có đồng hồ vạn năng hoặc là đồng hồ đo điện thì các bạn hoàn toàn có thể tự kiểm tra cái dòng dò của chiếc xe đấy. Ví dụ như những cái chiếc xe này thì bọn mình đều có tài liệu từ bên Honda cung cấp là cái dòng dò cho phép là bao nhiêu ampe đấy. Ví dụ như chiếc 160 này nhá, thì theo cái sách tài liệu ấy thì dòng dò của nó sẽ cho phép là 1,65 miliampe. Còn đây là bản 160 nhá, còn bản 125 thì là 0,7 miliampe đó. Thì chúng ta đo như thế nào? Đo như thế này, chờ mình một chút, mình sẽ lắp cái cực dương này vào để mình tháo cái cực âm ra. Đây, trước hết thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo bình ắc quy là đủ số điện áp nhé. Ví dụ như chiếc xe này thì mình, cái đồng hồ này mình đã chuyển về chế độ đo vôn, tức là đo điện một chiều đấy. Đây, các bạn nhìn nhé. Các bạn chờ mình một chút ạ, nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Các bạn thấy chưa, 12,85V nhé. Rồi, mình sẽ nổ máy cho các bạn luôn để mình chia sẻ cái thông tin lúc nãy là nó sẽ có điện áp sạc vào. Rồi, nổ máy rồi nhé. Giờ thì mình sẽ đo lại cái điện áp bình ắc quy thì như lúc nãy mình có chia sẻ nó sẽ có dòng sạc vào đúng không? Các bạn nhìn này. Đó, thấy chưa? 14V, hơn 14V ấy, như là cái điện áp ở trên màn hình đồng hồ. Đấy là đối với những cái xe mà nó không có cái đồng hồ đo điện áp bình ắc quy ở trên màn hình đồng hồ thì mình tiện mình chia sẻ với các bạn là để các bạn là kiểm tra cái điện áp cũng như là dòng sạc. Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái điện áp bình ắc quy là bình tốt, sau đó thì sẽ quay nó về cái thang đo của miliampe. Chúng ta sẽ đo ampe. Đầu tiên thì sẽ đo ampe trước, nhưng mà xin lỗi các bạn, cái đồng hồ nó cùi bắp quá. Rồi, mãi mới vặn được. Và như mình có chia sẻ thì chúng ta sẽ tháo cái cực âm của bình ắc quy ra. Cực âm tức là dấu trừ đấy. Ở trên xe của những dòng xe Honda thì nó sẽ là cái dây màu xanh. Đây, mình sẽ đo các bạn để các bạn thấy được rằng là cái thông số nó có nằm trong tiêu chuẩn không. Còn nếu nó vượt quá tiêu chuẩn ấy thì chắc chắn là chúng ta cần phải kiểm tra cái hệ thống điện xem nó có dòng dò, nó bị dò điện ở đoạn nào, hoặc là dây nào nó bị chập ra, mát ra lửa. Ví dụ như vậy nhá. Đây, khi mà mình tháo ra rồi thì cái dây âm của cái đồng hồ đo điện, ví dụ như đây là dây đen nhé, thì mình sẽ dí vào cực âm của bình ắc quy này. Đó, dây đỏ tức là dây dương của cái đồng hồ này mình sẽ dí vào cực âm. Các bạn nhìn nhé, và các bạn nhìn cái chỉ số đồng hồ lên này, 0,25 miliampe. Các bạn nhìn rõ không ạ? Đó, vì vậy mà nó chưa vượt qua tiêu chuẩn, chúng ta sẽ loại trừ cái trường hợp là chiếc xe này bị dò điện ra ngoài. Các bạn thấy chưa? Đây, mình bỏ que thử ra nhé. Các bạn nhìn này. Đấy, tất nhiên là chúng ta sẽ tắt khóa và đảm bảo cái điều kiện là bình ắc quy tốt, đủ điện áp. Rồi, các bạn thấy chưa? Thì nếu như những cái xe nó vượt quá tiêu chuẩn thì cái dòng dò nó sẽ vượt quá, và các bạn hoàn toàn có thể xem ví dụ như nó vượt quá phải 2 mA, hoặc là ví dụ như những cái chiếc xe khác là cái giới hạn của nó chỉ 0,3 mA thôi, nó lên đến 0,5, 0,6 hoặc là lên tận 1 mA thì các bạn cần phải kiểm tra xem xe nó có bị dò điện ở đâu không, dây nó có chạm vào, dây lửa có chạm vào mát hay là có chập hay là có bị chuột cắn, dây nó chạm vào nhau không. Thì đấy là một chút cái thông tin liên quan đến kỹ thuật. Và nếu như có anh em nào thợ xem video này của mình thì rất là mong anh em sẽ chia sẻ những cái thông tin kinh nghiệm của anh em cho mình và mọi người biết ở phần bình luận phía dưới. Chứ mình cũng không dám ba hoa chích chòe hay là múa gì qua mắt thợ cả. Chủ yếu là mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như là một chút thông tin cho mọi người và anh em tham khảo thôi. Rõ ràng thì ở những cái trường hợp bình ắc quy bị hỏng này hoặc là bị dò điện ra ngoài ấy, thì các bạn buộc phải mang ra ngoài cửa hàng sửa chữa hoặc là mang ra chỗ mua để các bạn bảo hành rồi đúng không? Cũng xin chia sẻ với các bạn một chút là tại sao mình lại làm video như này. Bởi vì là có rất là nhiều khách hàng nhắn tin cho mình bảo là rõ ràng là các bạn nhớ rằng là các bạn ấy đã tắt ổ khóa về ọp rồi. Rồi thì các bạn ấy là cũng sử dụng xe bình thường thôi. 1-2 ngày các bạn cũng sử dụng một lần. Nhưng mà bình ắc quy cứ bị hết điện và các bạn cứ phải đem đi sạc này. Hoặc là các bạn phải gọi cứu hộ vào này. Thậm chí là nhiều người ấy, người ta còn nhắn tin cho mình là người ta phải mua một cái máy sạc riêng về nhà cơ mà. Tại vì người ta gọi thợ vào là phiền quá và thợ cũng không kiểm tra ra xem là nó bị lỗi tại đâu, tại bình hay là bị chập ở đâu. Thì mình muốn làm cái video này để trả lời một vài cái thắc mắc đấy của các bạn, cũng như là cái quy trình, quy cách để kiểm tra xem là cái hệ thống điện ở trên xe có hoạt động ổn định hay không.
Ok, có lẽ video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Và trong quá trình mình quay video thì các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình, có thông tin nào muốn chia sẻ với mọi người, hay là muốn mình làm về chủ đề nào, quay về dòng xe nào thì các bạn đừng ngần ngại để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok.